chào quý vị khán giả của Trịnh Pháp TV. Đến với trường quay hôm nay có ông Trịnh Pháp là người nhiều kinh nghiệm trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông sẽ gửi đến quý vị những góc nhìn chính xác nhất đối với thị trường cũng như những cổ phiếu chúng ta cần quan tâm. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Pháp. Và hôm nay thể là theo lời yêu cầu của bạn Tuấn Nguyễn trong cái lớp VNTA thì mình sẽ phân tích cái mã cổ phiếu là Free. Thì mình sẽ lấy 8 năm trở lại đây, từ năm 2009 cho tới 2016 báo cáo tài chính. Thì có báo cáo tài chính từ hoạt động kinh doanh, rồi báo cáo tài chính từ kết quả hoạt động kinh doanh, rồi báo cáo bảng cân đối kế toán, rồi bảng lưu trữ tiền tệ. Thì nó sẽ ra cho mình một số các cái thông số. Thì trước hết thì mình xem tăng trưởng về doanh thu ha. Doanh thu thuần, ở đây là doanh thu nói chung. Thì bạn thấy cái năm 2016 nó đã tăng trưởng doanh thu vượt bậc so với các cái năm trước. So với năm trước, năm 2015, không? Bạn thấy này, từ 1.000 tỷ nhảy lên 1.300 tỷ, mà gần 1.400 tỷ. Trong cái đó thì doanh thu của nó là nó đã tăng lên là 30%. Lợi nhuận tăng lên 30%. Lợi nhuận tăng lên 30%. Khá là tương ứng ha. Thì ở đây mình sẽ bóc tách cái phần cơ cấu, phần hiệu quả của công ty. Thanh toán nhanh thì các bạn bỏ qua ha. Nó đạt ở một cái trạng thái bình thường. Không có gì đáng nói ở đây. Thì các bạn thấy nè, hoạt động công ty thì các bạn thấy rất là ok ha. Nó được làm một hiệu quả, không? Hiệu quả gấp đôi. Không, hiệu quả gấp đôi. So với bình thường ha. So với bình thường bạn thấy, so với bình thường thấy 180 ngày, không? 156 mấy ngày. Thì chứ bây giờ chỉ còn có một nửa thôi. Như vậy thì các bạn thấy nó hiệu quả của công ty nó đạt trong những năm từ 2009 đến nay nó đạt ở mức khá là cao. Trong năm 2016 vừa qua thì cái dòng quay tài sản của nó là khá bình quân, không có vấn đề gì. Có nghĩa là cái vốn mà ví dụ như các bạn thấy chúng ta đầu tư vô cái tài sản cố định cũng như là tài sản lưu động, là tiền tài sản lưu động, thì cái doanh thu đó, không, cái doanh thu đó nó sản sinh ra được 32%, không, cái khoảng 32% này thì bạn thấy là nó nằm ở cái mức bình thường so với các năm. Hoạt động của công ty khá ổn định, không, nghĩa là lợi nhuận làm ra năm nay cũng là khá ổn định. Do cái năm trước, năm 2015 nó suy giảm, cho nên cái sự tăng trưởng của nó so với cái năm trước thì chúng ta thấy nó do là đột biến thôi, không có cái chuyện gì khác. Thì cái về cái hoạt động, lợi nhuận hoạt động, không, bạn thấy nó cũng ổn định, không có gì tăng đột biến hết. Trong khi đó đòn bẩy tài chính thì các bạn thấy là nó cũng ở cái mức mà không có cái gì gây cho chúng ta thấy là mượn nợ đột biến hết. Nó ổn định luôn. Và cái vòng quay tài sản thì lấy chúng ta thấy nó ổn định rồi. Thứ hai là cái lợi nhuận hoạt động của công ty cũng ổn định, không có cái gì tăng giảm nhiều. Đây có cái này, mình nói đến cái này thì các bạn sẽ hiểu là cái tỷ suất lợi nhuận tích lũy, có nghĩa là cái lợi nhuận để lại nó gấp 2,34 lần so với cái lợi nhuận kiếm được của hàng năm. Nghĩa là bạn thấy, nếu mà bạn thấy doanh thu của nó năm nay, lợi nhuận của nó năm nay 1.000 tỷ thì tất nhiên lợi cái để lại là hơn 2.000 tỷ, lợi nhuận để lại 2.000 tỷ. Vốn là bao nhiêu thì bạn phải coi ha.
mùng 4 bao nhiêu, tỷ suất tăng trưởng bền vững là cái lợi nhuận để lại so với tổng tài sản là khoảng 36%. Như vậy là cũng một cái tỷ lệ khá là tốt. Thì cái tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản thì nó đạt ở cái mức khoảng 30, 35, 35, 35% trên 35% cho tới 40%, thì bạn thấy là cái cơ cấu vốn của nó là khá ổn định rồi ha. Thì không có bàn gì vấn đề cơ cấu vốn nó bị lệch hết ở đâu ha. Tuy nhiên thì chúng ta thấy nợ phải trả ha. Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn thì nó cũng đạt ở cái mức 30 ba mấy phần trăm ha. Là ok, không có vấn đề gì ha. Thì nguồn vốn chủ sở trên tổng nguồn vốn thì nó đạt ở cái mức này cũng là coi như là cơ cấu vốn của Free nó không có gì thay đổi. Tuy nhiên thì bạn thấy rằng là trong năm vừa qua 2016 nó chỉ có cái đột biến về cái lợi nhuận. Đó. Thì bây giờ mình phải xem lợi nhuận nó đến từ đâu. Làm sao gây ra cái đột biến như vậy? Đột biến nhỏ thôi chứ không có lớn lắm, không? Bạn thấy là doanh thu nó từ 2000, bạn thấy 2014 thì nó 2006 thì nó cũng là 2006, 2000 mấy không? Tự nhiên có năm nay doanh thu nó đột biến lên là thành 3006, không? Nghĩa là đột biến lên thành tất nhiên là 1000 tỷ, ngàn tỷ. Thì trong đó giá vốn hàng bán thì nó cũng tăng lên, đúng không? Nó tăng lên cỡ khoảng tăng 1.000 tỷ nhưng mà giá vốn bán khoảng chừng 700 mấy 800 tỷ thôi. 800 tỷ, gần 800 tỷ thì thấy nó cũng lời 200 tỷ ở đây thôi. Thì chúng ta trong đó doanh thu tài chính tăng đột biến lên. Doanh thu tăng tài chính tăng đột biến lên khoảng 300 đây 900 200 tỷ. Không, hơn 200 tỷ. Thì bạn sẽ thấy là lợi nhuận 200 tỷ đó, doanh thu tài chính tăng lên 200 tỷ. Thì chính vì vậy bạn thấy là lợi nhuận nè, từ 888 năm ngoái. Tại lợi nhuận thì so với tăng trưởng thì bạn thấy năm ngoái là âm. Năm 2015 á. Năm 2015 thì nó lại âm, tăng trưởng nha. Còn nó vẫn từ 1000 1001 giờ chỉ còn 800 900. Năm nay trở lại cái ngàn một ngàn gần 1.200, thì cái sự tăng nhẹ tăng này á thật ra là nó do thu nhập tài chính, đó, do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên, đó. Còn mà thí dụ như trừ hết tất cả đi thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, đó, tăng lên khoảng cái chừng hơn 200 tỷ, thì thật ra là 200 tỷ này do hoạt động doanh thu từ hoạt động tài chính, trừ đi các cái chi phí lãi vay thì nó chỉ có 60 tỷ, không không có không 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 đáng bao nhiêu. Thì chúng ta đang có một cái là lợi nhuận tăng bất thường trong năm 2016 của RE, nó nằm ở cái vấn đề kinh doanh tài chính. Đó. Rồi cái bước thứ hai là cái lợi ích. Cái lợi ích ở đây chúng ta xem coi nguồn vốn chủ sở hữu. Bạn thấy nguồn vốn chủ sở hữu khoảng năm vừa rồi không? Nguồn vốn chủ sở hữu năm vừa rồi tăng 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 vốn không? Tăng vốn thặng dư vốn cổ phần thì nó vẫn để lại khoảng có 1.000 tỷ. Bạn thấy không? Cứ 1.000 tỷ duy trì 1.000 tỷ. Thì ở đây có tăng vốn RE ha. RE có vốn chủ sở hữu tăng lên. Không? Vốn góp chủ sở hữu tăng lên. Cân 1.000 tỷ. Thì bạn thấy nè, thì cái lợi nhuận sau thuế chưa chưa phân phối thì nó đã tăng lên
khoảng 2007. Không, 2007. 2007 tỷ. Như vậy thì bạn thấy rằng là nó đang có một cái nguồn khoảng chiếm khoảng cỡ chưa tới 30%. Không, 30%. 30% so với 4 chủ sở hữu. Không. Có nghĩa là bạn đang muốn đầu tư vào RE thì chúng ta đang có một cái nguồn 10.000, thì chúng ta đang có thêm 3.000 tiền dư trong cái 4 chủ sở hữu đó, nguồn 4 chủ sở hữu đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái cục này cũng không có lớn lắm so với 4 chủ ha. Nó chỉ chiếm 30% thôi. Thì chúng ta cần lưu ý cái vấn đề đó nữa ha. Còn tất cả các cái chỉ số tài chính của RE nó đạt được cái trạng thái ổn định, cái tỷ số gọi là ổn định, tỷ số của nó là ổn định. Tuy nhiên thì các bạn thấy là nó có một cái chỗ này, bạn thấy cái chỗ này đó là free free cash flow, dòng tiền tự do của nó âm khoảng cỡ 658 tỷ. Thì chúng ta thấy chỗ này thì chúng ta xem nó đang đầu tư, đầu tư dài hạn, năm năm vừa rồi đầu tư dài hạn cái gì đó để cho cái dòng tiền tự do này nó bị âm. Như vậy thì RE năm vừa rồi nó đã đầu tư cái gì đó, các bạn có thể đọc lại thuyết minh báo cáo tài chính, hoặc là chúng ta báo cáo và phát hành thêm, báo cáo bạch để phát hành thêm, để chúng ta biết nó đang đầu tư về cái gì và đánh giá cái dự án đó như thế nào. Thì cái đó để phần cho các bạn tự nghiên cứu, ai thích RE thì chúng ta sẽ đọc ha. Còn mình không có thời gian cho nên mình sẽ không có đi sâu vào vấn đề tin tức của doanh nghiệp. Thì như trên đây là một cái nhìn về RE khá chính xác để chúng ta có thể biết được nó RE nó tốt, nhưng thật ra nó tốt là do năm trước nữa nó xấu, thì so với năm nay, so năm trước, nhưng nếu mà thì nó lại tốt vượt bậc, chẳng qua năm trước nữa nó suy giảm. Nhưng mà cái lợi nhuận mà chúng ta thấy được là tăng lên đó, lợi nhuận tăng lên đó là từ hoạt động tài chính, nó đưa lên để mà vượt qua được. Còn mà về hoạt động của công ty cũng như về thu nhập của công ty là khá ổn định bình thường, tỷ lệ đó không đáng nói. Như vậy cái phần dôi ra, cái phần mà làm tốt đó là cái thu nhập từ kinh doanh tài chính, đầu tư tài chính. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian lắng nghe video này. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho kênh Chính Phát, và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.